chắc sao nha, chị chạy xong rồi. Mới tập từ từ, không có gì vội hết, quan trọng là chị làm nhiều. Trên đời này có ai làm được ngày 1, ngày 2 là được đâu chị. Vậy mà quan minh nó tốn thời gian quá. Ý biết gì không thấy tới chưa? Mặt này trắng thấy như mụn rõ à. Tiểu thư. Tiểu thư ừ. Đang trắng. Đừng cười bà. Nghe khen khoái. Lâu rồi không gặp Quyền. Cái nay nó làm ở nhà hay là đi làm cho người ta? Đi làm đó chị. Bị chửi hoài. Lên công ty hả? Đúng rồi. Sắp cưới chưa? Trời ơi. Chị coi có ai rước giùm em đi chứ lâu quá rồi đó. Chị nó mà nó nói như vậy đó. Trời ơi, muốn điếng người chị Băng. Khúc phía đó nó hơi sớm một xíu. Xong rồi, xong rồi. Chà, cái khúc này gì đâu mà da căng dữ. Ừ, căng tròn. Đẹp lắm. Ứng khi mà mất ứng. Bụng người già khác bụng trẻ khác ha. Ừ. Bụng trẻ nó búng lên cái một sớt à. Tới chưa? Chế kim ha. Ừ. Cái nào mình lấy được mình lấy, mình khỏi ấy kim chứ. Chị thấy em hạn chế kem chứ chị coi video trên khác nha. Kim nhiều lắm. Anh đợi anh hiểu nha. Xong rồi. Xong rồi ba. Ừ. Ba mẹ, ba chị về luôn nha. Vậy đi em dắt xe cho nè, đợi xí. Dạ chị. Con cảm ơn bác nha. Dạ con không tiễn bác nha. Con cảm ơn bác nhiều. Dạ. Con chào bác. Phụ bác ấy xe đó chị.
ấy bác phụ cái xe lên cho bác với để nặng. Có quên gì không đó? Dạ. Cái đinh nó dừng. Tới chưa? Mấy phút rồi bé? À đây coi. Hết cái mụn rồi mà không 6 phút. Ô bên này đẹp. Ngay mũi nè. Ngay mũi nha bé hả? Cần phụ bác lên không? Cái bác quay 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 quay. Trời, mở tiệm cả năm rồi mới nó gặp em như vậy. Bữa giờ mất tích tới đâu vậy? Chị nói chuyện với em hả? Ừ. Em ở nhà không à. Mở tiệm cả năm nay mới gặp em á. Chị mở tiệm ngay đúng lúc em ung thư. Tính như bác thương con gái nè. Bên đây nhiều mụn lắm á chị Bằng. Chị thấy rồi. Từ từ. Đang xử cái mũi cho nó sạch cái mũi ra. Bác đi ngoài đường người ta biết ngay là bác liền. Xin nó quăng cái điện thoại xong rồi cái tự động biết thế nào cũng bị la chạy, anh tỉnh nằm cuối ở trển á, cuối sẵn ở trển á. Ừ, tên la cái thấy nằm cuối rồi thấy mắc cười, bước vô phòng thấy nằm cuối rồi mắc cười rồi, không ai kêu nằm cuối hết, nằm cuối trước vậy đó. Thôi anh ráng đi. Năm nay năm nhất đại học có bồ chưa hả? Trời ơi, chị hỏi gì chị Bao? Tất nhiên là có hả? Em đang ế đây nè. Sắp Noel mà không có người yêu đây nè. Có người để làm gì? Ôm cho nó ấm chứ mấy nay lạnh quá. Sáng lại sáng dậy mà muốn quéo. Ủa, giờ em vẫn học online mà hả? Dạ đúng rồi. Bé Hoàng sao, có học chung với em không? Nó học Văn Lan á chị. Đi xa hả? Em đâu biết đâu, hết chơi rồi. Hết học hết chơi. Hết học chung hết chơi luôn. Đúng rồi. Cái gì vậy thấy? Nước mắt chảy nè chị Băng. Lần nào cũng vậy mà. Làm như lần đầu vậy. Làm như lần đầu làm chuyện đó không bằng. Chẳng qua là cái năm trời chưa đi nặng thôi. Phải không? Không biết xem nhiều mẫn hay sao chị Băng. Cẩn. Chị Thủy cũng mở tiệm gần đây nè. Được rồi, em biết mà. Ngay dạ. Cityland chứ đâu. Giờ về đây nè. Gần chị đó. Mà mẹ em hôm bữa có một lần đi, lúc mà chị mở đường Quang Trung á, đi về có hết đâu. Mẹ em nhàn quá trời luôn. Xong cái hôm nay đi chị về, cái hôm qua tắm với em cái
Mày thấy chưa, mày thấy tao không? Tao đi chỗ măng nhìn nè. Da tao à, lấy tay tự dỗ mà. Chưa, láng chưa. Hôm bữa chị Hiên vô.